Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc sống 24 giờ của kênh VTC14 và cùng đến với chương mục Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay ngày 30 tháng 4, tròn 40 năm kết thúc chiến tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chiến tranh đã trôi qua đã được 40 năm, nhưng những gì còn lại vẫn khiến nhiều người trong chúng ta không khỏi có những bồi hồi và những cảm xúc hết sức đặc biệt. Vâng, chiến tranh đã đi qua nhưng nỗi đau thương, sự mất mát thì không dễ gì có thể quên được. Nhưng dân tộc Việt Nam là một, dù trải qua chiến tranh, dù mưa bom bão đạn phá hủy cơ sở vật chất, kho tàng nhà cửa, nhưng người Việt Nam không thể bị chia rẽ. Và trong chương mục Câu chuyện buổi sáng đặc biệt của buổi sáng ngày hôm nay, ngày 30 tháng 4, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện về tinh thần hòa hợp dân tộc sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, theo tinh thần khép lại quá khứ để hướng tới tương lai. Ông Vũ Quốc Tuấn, nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong các năm từ 1985 đến 1994, người đã gắn bó và có nhiều kỷ niệm với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khẳng định, ông Võ Văn Kiệt là một trong những người phải chịu rất nhiều mất mát, đau thương trong chiến tranh. Một người con trai đi bộ đội cũng bị trúng đạn hy sinh. Một người vợ cùng với con và con đang có mang nữa ở Hậu Giang lên thăm ông ấy ở Sài Gòn, đến Củ Chi thì là bị máy bay Mỹ nó bắn cả cái xà lan đấy, không kịp tới xác thì đau thương lắm chứ. Mất mát đau thương là vậy, song ở thời điểm những năm đầu đổi mới, khi mà đất nước đang đối diện với những thách thức và những vận hội chưa có tiền lệ, thì tầm nhìn của ông Võ Văn Kiệt về đại đoàn kết dân tộc đã vượt qua những thương đau cá nhân. Trên hết lúc này là lợi ích của dân tộc, của đất nước. Ông Vũ Quốc Tuấn nhớ lại ấn tượng về ông Kiệt mà đến lúc này vẫn còn ghi sâu trong tâm trí người trợ lý này. Trong một cuộc họp, tôi nhớ là khoảng năm 91-92 đó, khi lần đầu tiên có một phái đoàn Việt Kiều rất đông, Tết năm đó rất đông, vì ăn Tết ở nước nhà, gặp nhau ở Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên phát biểu với Việt Kiều về quê ăn Tết, thì trong đó còn có một câu rất quan trọng là chúng ta mở cửa đón kiều bào, hoan nghênh tất cả mọi sáng kiến, ý kiến của kiều bào đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước. Chúng ta đoàn kết các tầng lớp, các tôn giáo, không phân biệt chính kiến. Lúc bây giờ là kiều bào vỗ tay rào rào. Với tư tưởng như vậy, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã thu dụng được những trí thức giỏi, nhưng do hoàn cảnh đã có thời gian làm việc cho chế độ cũ. Ông đã không ngừng ngại gặp gỡ nhiều trí thức trong và ngoài nước, thông báo cho họ những yêu cầu của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, đồng thời lắng nghe họ hiến kế cho những quyết sách lớn đang tư duy, ấp ủ. Không dừng lại ở tinh thần hòa hợp dân tộc, mà với tinh thần quốc tế, ông Kiệt còn đóng vai trò quan trọng trong việc hóa giải quan hệ Mỹ-Việt, từ cựu thù đến đối tác. Ông Vũ Quốc Tuấn kể lại một kỷ niệm về ông Kiệt trong một lần trả lời tạp chí Time danh tiếng của Mỹ về chủ trương bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Thì ông nói rồi, tôi là một người nhiều đau thương mất mát trong chiến tranh. Nhưng bây giờ chiến tranh đã qua đi, không nên gợi lại quá khứ ấy, mà chúng ta hãy nhìn về phía trước. Phía trước ấy là gì? Phía trước ấy là Việt Nam làm bạn với tất cả các nước trên thế giới. Những người nào tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam, sẵn sàng hợp tác Việt Nam, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, chúng tôi hoan nghênh kể cả nước Mỹ. Cái điều đó chứng tỏ là trong tư duy của ông Kiệt đó, là phải nói rằng đặt cái gia đình xuống dưới, quan trọng bậc nhất đó, là quốc gia dân tộc. Từ cuộc gặp mặt bà con Việt Kiều về quê ăn Tết ở năm đầu thập niên 90, giờ đây ngày càng nhiều bà con Việt Kiều hướng về Tổ quốc.
bà con đã nhìn thấy đất nước đang thực sự phát triển. Đất nước cũng chân thành đón bà con ở khắp Nam Châu, bất kể người đó ra đi vì lý do nào, trong trường hợp nào. Miễn là trở về với tấm lòng yêu nước, xây dựng đất nước. Tất cả tư tưởng hận thù chỉ đem lại sự chia rẽ, yếu kém cho đất nước. Chỉ có dũng cảm, chân thành, mong muốn đoàn kết mới có đại đoàn kết dân tộc. Thưa quý vị, nỗ lực hòa hợp có khi đến từ những điều rất giản đơn, ví như một câu chuyện tình, mối tình giữa những người con ở hai bên chiến tuyến. Phóng sự sau đây được thực hiện trong những ngày tháng 4 của năm 2015 này. Họ là những nhân vật chính trong câu chuyện tình cổ tích 30 năm trước giữa hai con người từng ở hai chiến tuyến. Bà Võ Thị Bạch Tuyết từng được mệnh danh là nữ tướng đốt xe Mỹ trong phong trào sinh viên những năm 70 của thế kỷ trước. Và bác sĩ Thiều Hoành Chí, cựu sĩ quan quân y chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến, khi mà người vợ cũ mang đứa con tìm cách thoát khỏi Sài Gòn, bác sĩ Chí đã quyết định ở lại. Ông tin rằng ông đã có sự chuẩn bị tốt để sống cùng với những người cộng sản trong một chế độ mới. Hoàn thành một năm rưỡi học tập cải tạo, nhận thấy thành phố cần bác sĩ, ông xin gia nhập thanh niên xung phong ở nông trường Đỗ Hòa trong suốt 9 năm đầy thử thách. Cái thời gian mà trung học cơ sở là nó hình thành một nhận thức rất là quan trọng. Thầy dạy lòng yêu nước, không có ông nào nói rằng á mình né cái gian khổ đó. Mà vô thành phố thì anh em thành phố phải chạm ngay lập tức là bài học đầu tiên là gì không? Tự lập, đưa ra một cái vùng xa dân. Xa dân nha. Tự mình cất nhà lấy ở, tự ai cất cho mình. Thành ra cái bài học đầu tiên á là tự lập. Đó là khoảng thời gian mà bác sĩ Chí đã dành hết sức tài năng để xây trạm xá Đỗ Hòa thành một trong những điển hình tiên tiến. Ở đó, ông đã gặp bà Võ Thị Bạch Tuyết là giám đốc nông trường, cũng là cấp trên của ông. Cảm phục đối với một người phụ nữ từng bước ra khỏi cuộc chiến với những vết thương không thể lành lại từ những năm tháng tù đầy, nay lại tiếp tục nhận nhiệm vụ ở một trong những nơi đầy gian nan thử thách. Đồng cảm với một bác sĩ bị bỏ lại sau cuộc chiến, là chọn con đường đến với dân, học cách sống với dân, giúp đỡ nhân dân trong những năm tháng khó khăn. Không còn mặc cảm của chiến tuyến, vết thương lòng, họ đã đến với nhau bằng sự đồng cảm như vậy. Cũng có anh chị cũng có lo ngại cho tôi. À, lấy một cái anh mà chưa là đảng viên mà là sĩ quan chế độ cũ thì có cân nhắc kỹ hay không? Thì tôi suy nghĩ rằng cân nhắc kỹ là cân nhắc đạo đức anh này có tốt hay không? Anh này có tận tụy với nghề nghiệp hay không? Có yêu nghề hay không? Và có phục vụ cho cái công việc hiện tại không? Thì tôi thấy được, nên tôi nói rằng tôi cũng đã có cân nhắc. Đám cưới của họ diễn ra vào ngày 8 tháng 4 năm 1984, trong vòng tay của anh em thanh niên xung phong từ khắp các đơn vị. Ngày đó, họ nhận được món quà cưới từ Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt với đề tặng: tặng đôi bạn mới Chí Tuyết, rất đẹp, rất quý. Bất chấp những định kiến phán xét, họ vẫn bên nhau để trở thành những cán bộ mẫn cán của thành phố cho tới lúc nghỉ hưu. Anh cứ sống vụ đi, từ từ, anh sẽ tìm ra đường. Mà nếu anh đứng ngoài mà anh nói khó quá thì không bao giờ tới. Thì tôi sao vui ra hỏi tụi bay khỏe không? Tụi bay có hạnh phúc không? Có đứa nào ăn hiếp đứa nào không? Nhưng đâu có ai dám ăn hiếp ai. Ông Chí thì quá hiền, dám ăn hiếp tôi rồi. Hôm nay, dù rất muốn, nhưng họ không thể trở lại Cần Giờ, nơi họ từng viết nên câu chuyện cổ tích của thời thanh niên xung phong, vì sức khỏe của bác sĩ Chí không cho phép. 30 năm sau ngày cưới, không có con bởi những vết đòn roi tra tấn trong tù, nhưng họ vẫn sống với nhau hạnh phúc, sống đẹp và sống quý, như lời chúc năm nào của cố thủ tướng.